Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay các tỉnh thành phố Đông Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết mát mẻ và khá dễ chịu. Trời lạnh vào đêm và sáng, ban ngày có nắng nhẹ. Đêm nay và ngày mai, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam khối không khí lạnh, nên thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ không mưa, ngày nắng. Các tỉnh miền Nam ảnh hưởng từ hoạt động của gió Đông Nam trên cao, nên thời tiết các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo thời tiết khu vực Đông Bắc không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở vùng núi phổ biến từ 17 đến 19 độ. Ở các tỉnh Trung Du và ven biển từ 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 29 đến 32 độ. Còn ngay sau đây như thường lệ sẽ là những dự báo chi tiết cho khu vực Hải Phòng đêm nay và ngày mai.